chào tất cả mọi người nhé. Lời đầu tiên thì cho Ngọc Phạm chào tất cả những anh em ở trên cộng đồng mạng, chào tất cả những người anh em ở trên TikTok. Thì qua kênh TikTok của em Thái Hồng Kông thì một số anh em cũng quan tâm đến Ngọc Phạm quá, cứ hỏi Ngọc Phạm rằng là có phải là đàn em của anh Dũng Chọc hay không. Thì em Thái Hồng Kông là một người em của Ngọc Phạm rồi, một người em rất là thân, thì đã trả lời mọi người rằng là Ngọc Phạm không phải là đàn em của anh Dũng Chọc. Thì hôm nay thì trực tiếp Ngọc Phạm sẽ trả lời cho tất cả anh em nghe. Anh Dũng Chọc cũng không phải là một người đàn anh của Ngọc Phạm, chỉ là một người anh trong quốc độ xã hội Ngọc Phạm gọi là chân quý thôi. Chứ Ngọc Phạm cũng không phải là đàn em của anh Dũng, mà anh Dũng cũng không phải là đàn anh của Ngọc Phạm. Đàn anh là phải là như thế nào, đây chỉ là trong quốc độ xã hội thôi. Thì anh em yêu quý và trân trọng nhau thì chúng ta đối xử tốt với nhau thì đi lại bằng cái tình cái nghĩa thôi. Chứ còn từ trước đến giờ thì Ngọc Phạm luôn đơn phương độc mã, một mình một ngựa, cũng không ở cùng với các anh nào cả, và cũng không, bản thân Ngọc Phạm cũng không tôn thờ bất cứ người anh nào cả. Đấy, sống cân bằng hết, anh nào tốt thì dành tình cảm tình nghĩa cho anh đó. Còn nếu như mà những người anh nào mà sống thì chỉ biết lợi dụng các em thôi đấy, thì nói luôn với tất cả mọi người một câu này, Ngọc Phạm sẽ loại bỏ và sẽ không chơi nữa. Thứ nhất là số điện thoại sẽ không để ở trong danh bạ và sẽ không bao giờ lưu tên, mà sẽ không bao giờ nhắc tên những người anh đó. Đấy là quan điểm Ngọc Phạm. Còn ở góc độ xã hội thì Ngọc Phạm trân trọng anh Dũng, thì anh em đi lại và thăm nhau, quý mến nhau đi lại thôi, coi là góc độ là trọng tình trọng nghĩa, đi lại với nhau góc độ bình thường thôi. Chứ còn nó để và nói là đàn em của anh Dũng thì nói luôn mọi người là Ngọc Phạm không phải đàn em của anh Dũng, nói lét lại không phải đàn em anh Dũng, và Ngọc Phạm cũng không đàn em của bất cứ một người anh nào, và Ngọc Phạm cũng không có một người anh nào để Ngọc Phạm tôn thờ cả. Báo cáo cả nhà như vậy, sống bằng tình bằng nghĩa thôi. Những người anh nào, những người em nào sống tốt thì Ngọc Phạm trân trọng lại và đối xử tốt lại bằng cái tình cái nghĩa, thế thôi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.